Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những phiên bản mới nhất của dòng xe Honda Webby phiên bản 110 của năm 2024. Và thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ quay full 5 màu sắc của mẫu xe này các bạn nha. Lần lượt từng phiên bản một để các bạn có thể nhìn ngắm, cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 1 của năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới dòng xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đầu tiên với hai phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, một phiên bản đặc biệt và một phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao sẽ là màu sắc xanh tương đậm, các bạn nhìn cận cảnh với một màu sắc rất đẹp của năm 2024. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt vẫn duy trì màu sắc đen nhám với bộ tem màu vàng đồng các bạn nha. Đặc biệt hiện tại sẽ chỉ được trang bị hệ thống phanh đĩa, vành nan hoa mà thôi. Còn phiên bản thể thao sẽ được trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc. Và duy nhất một màu sắc cho phiên bản phanh đĩa vành nan hoa phiên bản đặc biệt này, đó là màu sắc đen nhám như các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hiện tại trang bị cho xe vẫn là khối động cơ xăng 4 kỳ một xi-lanh làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa vào khoảng tầm 6,46 kW tại vòng tua 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại vào khoảng tầm 8,7 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Với khối động cơ này nhỉnh hơn khá nhiều so với các mẫu xe trong cùng phân khúc là Honda Grandpa và Honda Blade, đủ để các bạn có thể trải nghiệm trên mọi cung đường khác nhau với dòng xe Rig này các bạn nha. Với việc bố trí thêm tem xe màu vàng đồng cũng như một số mảng nhựa được sơn màu bạc trên phiên bản màu sắc đen nhám mới, các bạn theo dõi cho mình một chút ở góc độ phía đuôi xe đây. Về cơ bản nội dung ở phía đuôi xe thì không khác biệt so với phiên bản của năm 2023, vẫn tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe để tạo ra cái sự gọn gàng cho mẫu xe này. Nhìn ở góc độ này các bạn thấy khá giống với mẫu xe Honda Winner V1. Tay dắt cứng cáp, được bọc cao su chắc chắn. Và kèm theo đó nữa, trang bị trên xe vẫn là mặt đồng hồ dạng analog, chứa đựng đầy đủ các thông tin. Các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn trang bị đầy đủ, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe. Và trang bị cho xe là chìa khóa 4-1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình. Các phiên bản đều tương tự giống nhau ở các trang bị này, nó chỉ khác biệt nhau ở phần màu sắc cũng như hệ thống phanh đĩa và hệ thống vành đúc mà thôi. Trên những phiên bản thể thao ấy thì sẽ được Honda Việt Nam trang bị cho nó ngàm phanh phía trước, giảm sóc phía sau và logo in nổi 3D đều được sơn màu đỏ các bạn nha. Các bạn nhìn góc độ này, cái đuôi xe được làm vuốt nhọn lên cao nhìn khá đẹp luôn. Kể cả phần dè chắn bùn phía sau làm rất là thể thao và phong cách. Có thể nói trong thời điểm hiện tại, với những phiên bản mới năm 2024, mẫu xe Honda Webby này đang rất đáng để quan tâm. Đặc biệt nhất là tổng thể thiết kế của nó thon gọn, dễ dàng có thể điều khiển. Và trang bị trên xe vẫn điển hình tiên tiến, khối động cơ thì mạnh mẽ hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc. Và điều đặc biệt nhất, theo Honda cho biết bằng tem dán năng lượng các bạn nha, đến từ Honda Việt Nam ở phiên bản năm 2024, nó sẽ ăn xăng và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản năm 2023. 2023 sẽ là 1,7 lít trên 100 km, các bạn lưu ý cho mình như vậy. 1,7 lít trên 100 km cho phiên bản của năm 2023 với những tạo hình thay đổi hơn một chút so với mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Tuy nhiên phiên bản năm 2024, các bạn nhìn tem dán năng lượng này. Với mức tiêu nhiên liệu ấy chỉ là 1,56 lít trên 100 km. Tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều. Theo như tem dán năng lượng này thì mẫu xe Honda Webby này nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu gần như vượt trội các bạn nha. Gần như vượt trội. Các bạn có thể nhìn cận cảnh luôn. Quá là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại với dòng xe ở đây. Tuy nhiên thì thực tế các bạn phải trải nghiệm trên những cung đường khác nhau, các địa hình khác nhau và những tốc độ khác nhau thì mức tiêu nhiên liệu của nó sẽ nhỉnh hơn. Mình cam kết với các bạn như vậy. Mình cũng đã trải nghiệm với dòng xe này rồi. Thiết kế mới với tạo hình bổ sung thêm hệ thống đèn định vị trên xe. Hệ thống đèn xi nhan thì được làm cao lên một chút các bạn nha. Và vị trí phần đầu xe được thay đổi nhiều nhất. Cũng có tạo hình khe thoát gió ở phần phía dưới vị trí đèn của xe. Thay vì những khe thoát gió cơ bắp giống như phiên bản của năm 2023. Mình thì mình vẫn kết với khe thoát gió của năm 2023 hơn so với những cái tạo hình trên bản 2024 này. Tuy nhiên thì màu sắc ấy, đặc biệt là những cái màu sắc đẹp ấn tượng trên mẫu xe Drake ấy của năm 2023 sẽ cực kỳ đẹp các bạn nha. Mình sẽ quay thêm một số các màu sắc khác nữa, nhìn cực kỳ ấn tượng và đẹp để các bạn có thể tham khảo. Trong thời điểm hiện tại, phiên bản phanh đĩa vành nan hoa các bạn đang theo dõi trên màn hình đang có mức giá bán là 23 triệu 900 nghìn đồng. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Còn phiên bản thể thao đang có mức giá bán khá cao, lên tới 26 triệu 500 nghìn đồng.
Mình sẽ quay thêm một phiên bản thể thao nữa, màu trắng đen như các bạn đang theo dõi, cũng với mức giá bán là 26 triệu 500 nghìn đồng, một phiên bản màu trắng đen cực kỳ đẹp và cuốn hút luôn. Quá ấn tượng luôn với màu sắc này các bạn nha. Phải nói một điều, các bạn nhìn ở trong video như vậy thôi, các bạn nhìn ngoài nó còn đẹp hơn, ok hơn rất là nhiều. Một màu trắng tuyền ở phần phía trước của xe, phía đầu đèn, phần vị trí ốp mặt nạ phía trước ấy, có trang bị cái chữ Honda ấy, nó sẽ được sơn đen nhám, nhìn cực kỳ ấn tượng. Trắng với đen xen lẫn với nhau ấy, là cách phối màu quá là hợp lý rồi. Kết hợp với đó là cái mẫu xe này mẫu xe mới, các bạn nhìn vào nhìn cực kỳ ấn tượng luôn. Các bạn nhìn ở ngoài quá ok, mình phải nói là cực kỳ thích với cái màu sắc trắng đen cũng như phiên bản màu sắc đỏ đen trên mẫu xe Honda Grabby phiên bản 110 của năm 2024. Tí nữa thì mình sẽ quay thêm một phiên bản màu đỏ nữa cũng rất đẹp. Màu đỏ đen nó sẽ có hai sự tùy chọn là phanh cơ vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc các bạn nha. 26 triệu 500 cho phiên bản này. Cũng được trang bị đầy đủ, gàm phanh phía trước, giảm xóc phía sau và logo in nổi 3D được sơn màu đỏ. Tạo hình thiết kế tem xe với những mảng nhựa màu bạc được bố trí thêm. Trước đây phiên bản màu trắng ấy, thì nó sẽ có những cái logo Sport nhìn khá là ok. Mức tăng nhiên liệu cũng tương tự 1,56 lít trên 100 km. Tổng thể thiết kế ngang xe phù hợp. Có nghĩa đây là một mẫu xe thiết kế mình thấy rằng ấy, người dân ở phía Tây Bắc mình lựa chọn rất nhiều bởi tính thon gọn của nó này, tiết kiệm nhiên liệu của nó và vận hành cũng rất là ổn định và ok. Độ hoàn thiện cũng khá là cao với dòng xe này các bạn nha. Rồi, mình sẽ chuyển qua hai phiên bản màu đỏ đen để các bạn có thể nhìn với độ tương phản nhất định. Đây, màu đỏ, một màu đỏ tuyền trên phiên bản phanh cơ vành nan hoa. Còn phiên bản màu sắc đỏ đen phanh đĩa vành đúc ấy, nó sẽ có trang bị giống như màu sắc trắng đen cũng như phiên bản màu xanh nhung đậm. Phần đầu xe này và phần ốp mặt nạ phía trước ấy, ở vị trí để logo Honda nó sẽ được sơn đen. Còn lại thì màu đỏ đen tương tự trên hai mẫu xe, đều là màu đỏ đô các bạn nha. Nhưng đỏ đô bóng, đỏ đậm đậm một chút, nhìn khá là ấn tượng và đẹp. Tổng thể thiết kế là tương tự giống nhau. Hiện tại thấp nhất là phiên bản phanh cơ vành nan hoa đang được bán với mức giá bán là 22 triệu 200 nghìn đồng. 22 triệu 200 nghìn đồng, trong khi đó phiên bản phanh đĩa vành đúc màu đỏ đen ở phía bên đây cũng có mức giá bán tương tự là 26 triệu 500 nghìn đồng. Đó là mức giá bán đến từ đại lý xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý lý điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về dòng xe này các bạn nha. Có thể nói cho năm 2024 này, mẫu xe vẫn sẽ có những phiên bản tương tự như năm 2023. Tổng thể là 5 màu sắc và 3 phiên bản. Mình đã quay cận cảnh chi tiết thông qua video ngày hôm nay để các bạn có thể theo dõi một cách cụ thể nhất và chi tiết thông qua video của mình. Toàn bộ mức giá bán mình báo các bạn đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký, các bạn cộng cho mình ấy, các bạn hộ khẩu ở huyện, cộng thêm vào khoảng tầm 1,1 triệu. Hộ khẩu ở thành phố, các bạn cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2,1 triệu. Mình lấy ví dụ ở Lai Châu mình luôn các bạn nha. Còn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ấy, là những thành phố trực thuộc trung ương, thì tiền đăng ký của nó sẽ cao gấp đôi so với các tỉnh thành khác trên cả nước. Rồi, các giao lại của mình, nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.